Hôm qua cháu đi qua chỗ này này, thế là cháu thấy nó ăn đây cháu quay, thế là bạn cháu mới hỏi và không biết giá chú bán như nào, thế là cháu phải vào tận nơi để cháu hỏi. Chỗ này còn bao nhiêu ở chú, còn bao nhiêu con đấy? Còn hơn 40 con à? Nhưng mà cứ giá như là 18 đúng không? Chỉ cho nó ăn như thế này thôi hả chú? Đây, má sắn này. À. Má sắn mới cứ tiến là mai nó ăn. Mị. Cây chuối phải ném cho nó ăn đất ở ngoài này. Không không đổ ra cái mấy. Đổ ra nó bẩn. À thế Cứ cứ quay cứ nó để cho nó như thế này nó ăn. để cái đấy nó ăn được nó đỡ bẩn. Đổ ra nó không té gì hết. Vâng. Kệ nó. Thế con cái lợn này, cái lợn mẹ mẹ này chứ, con ba mấy con nữa? Xin giới thiệu mọi người, đây là chú Minh. Đây là trang trại của chú. Hôm qua mình cũng nói với các bạn ở đấy, hôm qua rồi. Ôi ôi nhiều thế. Hôm qua có bạn hỏi mình nên mình mới vào tận nơi trang trại của chú mình quay cho. Thế con là thịt này như nào chú, bán như nào ạ? Con lợn đấy. À, chắc là hết lượng thịt à? Đây chú kiểu kiểu. Con này là 18 đây chú nhỉ? Toàn vằn này sướng nhỉ, thích nhỉ. Mọi người thấy lợn của chú chỉ ở trên rừng như này thôi mọi người ạ. Khu vực chú thả hết cái khu vực này. Chú có nuôi con gì khác không chú? Chỉ chuyên cái Dê này thôi dê đi mất. à? Dê. Dê có nhiều không chú? Ít thôi, chỉ còn Vâng. Anh em muốn cái đàn này thì liên hệ với mình nha, để mình đưa đến tận trang trại của chú. Ngoài chỗ đó lợn này ra chú còn hơn chục con dê nữa mọi người ạ. Mọi người nhìn này. Cái đàn này mà nó thịt thì dính da luôn đấy mọi người ạ. Tết vừa rồi bán được nhiều không chú? Được cô đâu hơn 20 con. Vâng. Ôi, chú còn nuôi cả mấy con bồ câu. Kia là vườn rau. Số hào nhỉ chú nhỉ? Mình quay cái đàn, lại cái đàn đàn này cho mọi người xem. Mọi người muốn thì cứ liên hệ với mình nhé, mình đưa vào tận chỗ chú lấy. Cái này chắc là mỡ da với thịt dính nhau nhỉ chú nhỉ? Cái này siêu nạc luôn mọi người nhá, đảm bảo luôn đấy, uy tín luôn. Mọi người nhìn này, xung quanh này không có một cái nhà nào luôn. Lợn chăn thả như chỗ này thì mới là lợn chất mọi người ạ.
lợn mà nuôi nhốt ăn thì không chuẩn đâu. Mọi người nhìn cái thức ăn này. Đấy. Bã sắn nhá. Còn có cả cây chuối nữa mọi người ạ. Cây chuối thì chưa đi lấy được. Làm phải cho ăn mỗi cái này đã. Con dê thì bán như nào chú? À, dê thì 15, cái cái 12, 13. vâng. Mọi người nhìn sướng không? Cái này mỗi con này được chục cân chưa chú này? Con to được chục cân hơn chục cân rồi đấy. Con bé À. thì được đấy. Con to là được chục cân. Ôi. Ấm Mình đi ra ngoài đường này các bạn ạ. Mình sẽ quay cho các bác xem nhá. Đây cái khu mà chú mình thả cái lợn đấy. À, mọi người nhìn này. À. Toàn bộ cái khu này không có một cái nhà nào nhá mọi người nhá. Đấy, khu này là của chú mình là chỉ chuyên thả lợn rừng thôi. Đây, kia là xe mình nhỉ. Chú còn có một đàn đàn dê nữa, đàn dê đang đi lên rừng nhỉ mọi người ạ. Chỗ này cũng không có một cái nương nào của bà con cả, đây toàn rừng thôi. Cái khu này là thuộc khu của tỉnh đội mọi người ạ, thì chú cũng làm bên tỉnh đội ấy, thì chú cũng ở đây thì chú cũng chăn nuôi thả cái lợn này luôn ấy. Đấy. Mọi người lấy thì bảo mình nhé, mình sẽ đưa người đến cái khu của chú. Mọi người nhìn lại một số cái hình ảnh của cái đàn đàn lợn này này. Chú vừa bảo là chỗ này là 40 con nhé mọi người nhé, hơn 40 con này này. Mình ở xa ấy, thành ra là mình phải phóng to nó lên. Mình xin dừng video đây mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.